Chào anh em, đây là Đại học Vin Uni. Hôm nay chính là cái ngày khai trương của trường đại học này. Màu hồng các bạn thấy đẹp không? Màu hồng xong chuẩn bị chuyển sang màu vàng, màu trắng, màu xanh, đủ các màu. Đó, bây giờ lại sang màu trắng này, màu xanh này. VinUni thì hôm nay là ngày khai trương của trường đại học VinUni, ngày 15 tháng 1 năm 2020. Chúng ta cùng nhìn cận cảnh biểu tượng đại học tinh hoa của Việt Nam, được kỳ vọng sẽ đi đầu về cái ngành công nghiệp giáo dục. Quá đẹp, một hình ảnh mình rất là thích. Sự kỳ vọng cho VinUni từ đơn cử là một người dân như mình cũng kỳ vọng rất cao. Mình hy vọng là cái lứa tốt nghiệp trường đại học VinUni này sẽ là những cái vị lãnh đạo trong những cái thế hệ khoảng 10 năm, 20 năm sau, những cái thế hệ dẫn dắt đất nước, quốc gia Việt Nam mình phát triển đi lên vững mạnh và sánh ngang với bạn bè năm châu. Đây là một góc máy rất đẹp của Đại học VinUni. Có lẽ đây là cái clip đầu tiên được thực hiện quay cái hệ thống ánh sáng của trường đại học này. Nó cũng là cập nhật mới nhất trên mạng xã hội, trên YouTube, mà những cái người gắn bó dự án như mình có thể làm được, có thể cố gắng truyền tải những thông điệp mà VinGroup họ muốn là. Bên cạnh này chính là các cái khối căn hộ chung cư đã chuẩn bị được bàn giao, và cái quang cảnh họ dọn dẹp khá là sạch. Thế này đã đủ đẹp chưa anh em? Phía mái vòm phía dưới chính là khu vực ký túc xá, khu vực là cái khu thể thao, đẹp xuất sắc luôn. Ngắm cái trường đại học cũng chuyển màu mà không biết chán luôn. Các bạn có thể nhìn, các bạn có thể theo dõi. Ở phía trên đỉnh đấy là trường đại học, đấy chính là cái biểu tượng thời gian. Cuộc đời chúng ta nên dành mỗi ngày khoảng 15 phút để chúng ta có những cái phút lắng đọng,
kể cả là về cuộc sống, về xã hội, về những sự việc xung quanh. Và đây cũng có lẽ là 15 phút của ngày hôm nay của mình. Rất happy.